chú anh chị trước nha, là em chỉ giao khu vực miền Tây thôi nha cô chú anh chị. Đây nè, Còn để em quay từ từ cho xa mẹ con xa mình không xem biết nha. sao mà em quay được luôn, Cái này không biết gọi làm là sao cho được. dán đổ, mà kêu là đổ ơi là đổ luôn nha cô chú ha. Nhưng mà anh dán hàng độc lạ cô chú chị, có 102 luôn. Ê, quay giùm em vào mấy vườn nha. em, là cái này là nó vườn khác em không biết, nhưng mà vườn em là có 102 á. Đó đó đúng rồi, quay 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 không vào dám cái này quay luôn, đổ quá đổ luôn. Ơi quên giới thiệu, cái này cúc phải hơn ghép ghép với gốc nhớ cô chú anh chị ơi. Cây này ghép được tết nay là năm mùa nha cô chú anh chị, lúc đây. mà mới ra thọ hương là có hương là ghép tới giờ. Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh nha. Dạ, thì hôm nay bên vườn của chị Ngân á, sẽ giao lưu tiếp tục với cô chú mình ha, một số cái mặt hàng mai chơi Tết nha. Rồi ha, rồi em chào chị Ngân nha. Rồi em xin chào chị Hán Gợm, xin chào tất cả quý cô chú anh chị mình dành cái nước hàng. Hôm nay em quay trở lại clip á, em có lên một số mai thành phẩm chơi Tết như là cúc hờ hơn, cúc tứ quý, rồi đại lộc, giả hú đức nha cô chú anh chị. Rồi như ha. Cái này là số 1 của chú anh chị ơi. Rồi. Cúc họ hơn cái cúc tứ quý, cái hàng này gấp được Tết này là 4 mùa nha chú anh chị. Đó. Để đẹp nha chú anh chị. Rồi. Nó đều đóng gông chú không sao nha chú anh chị. Cái này mình về mình sạc cái ha. Ừ. Để nơm ha. Dạ mình tham khảo giùm em nha. Thì cái tàn của nó kính tàn cho mình ha, hiện tại là nút nụ nó đang lên rất nhiều cho mình ha. Rồi. Mình đo giùm cái thông số nha chị Ngân. Rồi, cái này là em giao xe khu vực miền Nam là trong ngày có nha chú anh chị. Rồi, giao xe. Cái quạnh này được 24 đúng không chú anh chị? Rồi cái hoành nè, 24 nha. Đỉnh đó em chị. Rồi đây nhìn nè. Cái nồi đế là được 120. Rồi. Cái này đế nơm khá đẹp nha. Chiều cao cái này là được 1m2 nha chú anh chị. Tán ngang là được 1m05. Cây mã số 1 của chú anh chị ơi, cây mã số 1 này em giao lưu với giá là 7 triệu. 7 triệu cho cái mã này nha. 7 triệu cô chú ở khu vực miền Tây thì em giao xe trong ngày có ha. Dạ, mình tham khảo giùm em nha. Rồi cây thì cốt cành nè, em quay bên trong cho mình xem ha. Đó, cái này là thì nó đã liền đầu nha, nó rất là mập mạp luôn. Rồi, nhà mình tham khảo giùm em nha. Mã số 1 ha. Tiếp theo mã số 2 nha. Số 2 luôn cô chú anh chị, số 2 cũng là một cây cúc thọ hơn, cái cúc tứ quý của chú chị. Rồi, để đẹp nha. Để đẹp. Là mình quay vòng cái này thần chậu nha chú anh chị. Cái này ghép được mấy mùa chị? 4 mùa, hàng thần chậu, tết nay là 4 mùa. Cái này đế nơm cúc thọ hơi út tứ quý là cái độ bông của nó sẽ vàng hơn, nó sẽ to hơn và thơm hơn chú chị. Hoành thân này chỉ được 31 đúng không ạ? Rồi hoành 31 ha. Rồi đo giùm em cái này luôn ấy. Cái này nè. Quên ấy ha. Ừ, đo cái xổm nơm nguyên cái đế luôn ấy. Cái này đo chưa hết nha. Rồi mình đo hết là bự luôn. 1m20 của chú anh chị. Nhiêu? 1m20. Cái gì vậy? Gì? 120 á. Ghê trời. Rồi tiếp nè. Cái này khu vực miền Nam là em giao chậu nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là được mét 10, đây là mét 10 nè. Mét 1 ha. Mét 20. Hơn á, nè. Mét 20, tại cái đây mét 10 nè. Rồi đó, trên đọt miếng nè, đoạn mét 2 cô chú nha. Rồi. Em thấy cây này nó đang lên nút nụ cho mình ha. Tán ngang là được 1m5 luôn. Cái này giống cây nãy quá chị. Rồi đây, nút nụ ha. Rồi. Cây này đẹp ha. Cái này nó vô lưu với giá cũng 7 triệu của chú 1, anh chị ạ. 2, 3, 4 ha. Mã số 2 này em vô lưu cũng giá 7 triệu luôn ạ. Dạ 7 triệu cái mã này nha. Cái bộ đế rất là đẹp luôn, mình tham khảo giùm em nha. Thôi tứ quý nha chú anh chị. Đó. Đế đẹp ha. Nút nụ cũng ok nha. Và cái tàn đó nè. Cái này ghép theo tầng ha. Mình nhìn kỹ nó sẽ theo tầng rất là đẹp luôn. Rồi nhà mình tham khảo giùm em nha. Rồi tiếp mã số 3 ha. Cái mã số tiếp theo nha. Mã số 3 luôn chú anh chị ơi. Cũng là một cây gốc. Gốc tứ quý gốc cúc thọ hơn nha. Cái hàng này gấp được 4 mùa rưỡi nha. Tại nó kín hơn hai cây nãy của chú anh chị. Dạ rồi, đây nè, cái phần đế đặc ha. Biệt là cái dài nút nụ của vàng này em bao hàng nút nụ của chú anh chị mình chơi Tết ha. Nè. Nụ xương cá luôn nè chị ơi. Đó, đây cô chú nè. Quá tí nụ luôn. Thọ hơn mà nó gấp vô gốc tứ quý nó nụ dữ lắm của chú anh chị ơi. Hoa nó thơm hơn và nó bự hơn nhưng cô chú anh chị. Đây, rồi đó, mình đo thông số cho em nha chị. Rồi. Hoành thân là được 29 đúng. Rồi. Chiều cao cây này cỡ được 1m4 nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 1m05 ạ. Cái này nó đặc tàn ha. Rồi cái này em vô lưu ý giá là 6 triệu 3 luôn ạ. Rồi, khu vực miền Tây là trong ngày mình nhận được nha cô chú anh chị. Dạ rồi ha, 6 triệu 3 bao ship nha cả nhà. Số tiếp theo nha. Là mã số 4 của chú anh chị ơi, cũng dạ. Là một cây gốc tứ quý cúc thọ hơn ha. Cái lô này em còn số lượng 40-50 cây ha. Cô chú anh chị nào mà muốn mua về kinh doanh hay là mình chơi Tết nhiều nhiều vậy đó, liên hệ qua số điện thoại của giáo sĩ nha cô chú anh chị. Rồi.
đặc biệt cái dàn nút nụ, trời ơi cái nào nó lên như xương cá luôn cô chú anh chị ơi, nè quá trời luôn. Rồi mình đo dùm cái thông số nha. Rồi thứ hoành thân ở đây được 28 đúng ạ. Dạ, cây này đến không cô chú anh chị, chiều cao cây này tới được 1m1, cây này cỡ được 1m25 cô chú anh chị ơi. Rồi 1m05 là cái tán ngang. Đây ha, cái phần cốt ghép này ha. Rồi cái này mình em lưu giá là 6 triệu đó. 6 triệu em giao xe nha cô chú anh chị, hàng này khu vực miền Tây là em giao xe ha, để nguyên chậu giao xe. Trời ơi, quá trời lúc nụ đây luôn chị. Ừ, cái cốt ghép của nó cứng ngắc à, nụ quá trời luôn chị Ngân ơi. Để em thấy nè cho cô chú mình xem nè. Rồi nguyên vòng luôn, khảo giùm em nha. Đó mã số 46 triệu luôn cô chú anh chị. Mã số tiếp theo ha, mã số 5 luôn cô chú anh chị ơi. Hàng này là cái hàng chắc hàng độc lạ của chú anh chị ơi, vườn em nó độc lạ nhất luôn. Hồi nào về bán cây cũng chưa thấy cây đại dáng này lần nào luôn của chú anh từ chị ơi. Đi quay giờ em cũng thấy luôn nha. Cây này ha, mà tới cô chú anh chị về mình nữa vô chậu ống nha, xong rồi Tết mình xuống lá mình chơi lọc từ tên lọc xuống nha. Trời ơi, lọc lên không chú anh chị là cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Giá lạ cái này em biết giao xe cho xe tải xem ra chẳng nổi nha. Ủa cái chậu cây cái này chậu là ống hả? Đó, cây này là em xin lỗi cô chú anh chị trước nha, là em chỉ giao khu vực miền Tây thôi nha cô chú anh chị. Đây này, còn để em quay từ từ cho xa xa không biết nha. Sao mà em quay được luôn, cái này không gọi là dáng đổ mà kêu là đổ ơi là đổ luôn nha cô chú ha. Nhưng mà dáng này độc lạ cô chú chị, có 102 luôn. Đó, quay giùm em vào vườn em là cây này là nó vườn khác em không biết, nhưng mà vườn em là có 102 á. Đó đó đúng rồi, quay không dám quay luôn, đổ quá đổ luôn. Ơi quên giới thiệu cây này cúc phải hơn cái ghép ghép với gốc nhớ cô chú anh chị ơi. Cây này ghép được Tết nay là 5 mùa nha cô chú anh chị. Đây. Lúc mà mới ra thọ hương là có hương là ghép tới giờ luôn ha. Cái phần cũ đến nè. Gốc nhớ cô chú anh chị ơi. Trời ơi. Xù xì đây ha, cái này sửa cái tàn khéo quá ha. Cái này về này mình vô chậu ống nha. Cái chậu này chắc đặc quá. Chậu đặc luôn á chị Ngân ơi. Cây này quá đẹp luôn. Dáng này mình Tết mình chơi cây này ha, cái mình thấy cái lạ liền của chú anh chị. Mấy cây mai thường dán trực đồ có thiếu gì, nhưng mà cái này là có 102 luôn á. À, cái này là cúc thọ hương ha, cái này thì nó cũng đang lên nụ cho mình nha. Đó cây này giờ không biết giới thiệu làm sao luôn, em cũng không biết luôn nè, lần đầu tiên thấy. Coi em lên em chào bán coi có cô chú anh chị nào học nhãn với cây này không, rước cây này về hàng mình, về mình chơi hàng độc lạ luôn, đẹp nha. Nói chung là rồi em đo hoành thân của chú anh chị ơi, nãy giờ quên đo nữa. Rồi quá khủng rồi. Cái hoành của nó chỗ này là được 16 mà em trừ hao là còn chừng 15 nha cô chú anh chị. Cao nhiêu giờ? Cao lụng đôi ố tết nữa. Rồi mình tính nè. Cái đó chắc cỡ 1m1 á. Cây này cao 1m1 cô chú anh chị ơi. Cái phần cao cỡ 1m1 á. Còn cái phần tán đổ của nó tầm khoảng chừng 2m đổ lên. 2m rưỡi. Đó rồi, 2m rưỡi. 2m rưỡi cô chú. Rồi. Tán đổ nó là 2m rưỡi nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, cây này bây giờ em giao xe khu vực miền Tây đi. Giá cây này là 7 triệu 3 cô chú anh chị ơi. 7 triệu 300 ngàn, hàng độc lạ. Không phải độc lạ mà bán mắc nha cô chú anh chị. Tại cây này nó quái thì cô chú anh chị ơi. Nói chung là cây này là kiếm cây nó không ra. Từ từ. Sát, quá đẹp luôn. Rồi nha. Trời ơi, em đi theo nó muốn gói lận tiền định luôn à. Đây. Cây này quá đẹp. Rồi, mình tham khảo giùm em nha cả nhà ơi. Số tiếp theo ha. Rồi bên vườn chị Ngân sẽ giao lưu với mình là cái mặt hàng đại lộc chơi Tết ha. Đại lộc này em bao mặt bông là 90% nha chú anh chị. Xui xui lỡ nó ra có ra nắm năm cánh chú anh chị cũng chửi em nha. Nhưng mà hỏi em thấy mặt bông rồi, bông nó đẹp lắm chú anh chị ơi. Nút nụ của chú anh chị coi. Trời ơi. Dạ cái phần nút nụ thì mình an tâm ha. Cái này Tết chị vô chị dễ ha chị à. Trời những viên vàng đế của nó nè, hết hồn liền. Nó giống như là một con gồ luôn nha. Đây của chú nè. Quá đẹp luôn. Để thú ha. Rồi. Có dáng nha. Rồi về cái mắt ghép á, nó rất là mập cái, luôn. Cái này ghép được cứng cành luôn. Tết này là 5 mùa. Rồi ha, rồi mình đo thông số giùm em chị. Rồi, quạnh ở vị trí này là được 30 ạ. Rồi. Cái chiều dài của con thú này là được 35 ạ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 70. 72 luôn á mà tính 70 á. Rồi sang vòng giùm em. Ừ, cái này đẹp nha chú anh chị. Rồi, rất là có duyên ha. Rồi có cái này duyên mình vô luôn sao nào. Cái này chỉnh sửa thì thành phẩm nha cô chú anh chị. Rồi hả? Cái này em vô lưu với giá là 3.900.000. Rồi 3.900.000 nha. Bao ship. Mã số 6 nha. Cô chú anh chị khu vực miền Tây thì em vô xe trong ngày nhận được, còn xa xa thì đợi em hết cô chú anh chị. Nhìn cái đế hết biết ha. Rồi mình tham khảo giùm em nha. Đây cô chú ha. Rồi.
Rồi mã tiếp theo ha. Mã số 7 luôn cô chú anh chị ơi, một cây siêu bông Sài Gòn ha. Hàng này chơi Tết nha cô chú anh chị. Ghép được một năm, Tết này là năm nước nụ. Quá trời dạ, nước nụ luôn. Kim ha. Cái này đặc biệt cái dáng rất là đẹp nha cô chú chị. Đó, em quay từ cô chú anh chị xem ha. Đế thú à. Cái này ghép được 7 8 móc bo nha cô chú anh chị. Cái này về mình vô cái chậu khác là nhìn thấy cây đó lạ liền. Tại ở với em nó không đẹp á chứ về tay cô chú anh chị là cây này nó đẹp. Nứt nứt mũi luôn. Rồi, siêu bông Sài Gòn nói chung là em bán bao chuẩn giống nha chú anh chị. Cái quạnh này được 19 đúng ạ. Rồi. Quạnh cũ là được 50. Rồi. Rồi, chiều cao là được 60 ạ. Rồi. Tán ngang là được 62 luôn. Đây mã số 7 này em vô lưu giá là 1,4 triệu bao ship luôn ạ. Dạ 1,4 triệu cái mã này nha. Cái này quá nha chú anh chị. Sài Gòn chơi Tết nha, đế thú cho mình luôn. Rồi sang vòng giùm em nữa chị. Rồi nha. Cả nhà mình tham khảo giùm em nha. Nha, mã số 8 nha. Số 8 là một cây giả hưu đất của chú chị, hàng này gấp được 7 năm, nó cũ như củ tỏi luôn á. Nó tròn ẩm luôn á. Này ha, cái củ rất là đẹp cho mình luôn ha. Củ này về mình trồng đất ha, chị ngân tương lai luôn ha. Dạ. Sau này nó càng già nó càng lên củ đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Hàng này gốc nhất nha cô chú anh chị. Đó, mình đây mình cái hoành nè. Chó bo gấp được 14 đúng không ạ? Rồi đó củ nè. Củ nó là được 25. Rồi, quá đã luôn. Nút nụ này ha. Chiều cao là được 97. Tán ngang là được 92. Rồi. Rồi cái mã số 8 này em vô lưu với giá là 1,9 triệu em bao ship luôn ạ. Cây quá trời đẹp luôn nha và hàng gốc nhất luôn ha. Rồi cả nhà mình tham khảo. Đặc biệt là cái củ nha chú anh chị. Đó. Củ tròn ẩm luôn ha. Củ lên sần sùi luôn. Nó rất đẹp cho mình luôn ha. Đó, mình sưu tầm cái hàng độc lạ về chơi Tết nha. Cái hàng này là chơi Tết rất là đẹp luôn ha. Rồi, mã số tiếp theo nha. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 9 nha chú anh chị. Nói chung là em còn được mười mấy cây giỏ Thủ Đức hàng 7 mùa gốc nhất ha. Em nay em lên em xả vườn là vườn em chính thức hết Thủ Đức luôn nha cô chú anh chị. Đây. Rồi. Tôm số anh chị. Còn mười mấy cây này thì hy vọng cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ em như clip trước ha. Rồi xả luôn nè. Mười mấy cây này là vườn em hết Thủ Đức luôn. Cái hoành chỗ bao ghép là được 13 ạ. Hoành cũ ở đây đó không phỏng gì là được 25 ạ. Quay nút nụn chị à. Có. Chiều cao là được 79 ạ. Tán ngang là được 75 ạ. Rồi cây mã số 9 này em vô lưu với giá là 900 ngàn luôn ạ. Bao ship ha. Bao ship luôn. Rồi. Nói chung là lên đây giá bao ship. Số tiếp theo ha. Số 10 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Một cây giả Hữu Đức luôn. Cây này hàng này gấp được 7 mùa ha. Vành chót bao ghép là được 12 rưỡi. Vành cũ nó được 24. Chiều cao được 62 ạ. Dạ. Tán ngang cũng được 62 ạ. Rồi, cái này em vô lưu giá là 700 ngàn luôn ạ. Một rồi. Clip hôm nay là em hết giả hoàng của Đức luôn. Giảm giá cực mạnh luôn. Cực mạnh luôn, 700 ngàn, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, một. Số 11 nè. 11 luôn cô chú anh chị ơi, cũng là hàng Thủ Đức ha. Giúp được 7 mùa, bao nút nụ cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Đây, củ đế ha cả nhà. Củ đẹp không? Rồi, đó cái hoàng. Đó, bo ghép là được 13. Rồi. Mình thân được 28. Mình cũ chứ lộn. Chiều cao là 74 ạ. Tán ngang là do gì ăn gian quá tới đây đi. Nút nụ nha. Tán ngang là được 65 ạ. Cái này cũng giao lưu giá là 700 ngàn luôn ạ. Rồi bao ship nè. Cái clip này em còn được 18 cây giảo Thủ Đức nhỏ ha cô chú anh chị mà hốt hết lô là em bán giá siêu rẻ luôn. Rồi. 12 ha cô chú. Cũng là một cây gốc nhất giúp giảo Thủ Đức ha cô chú chị. Trời củ này quá quái luôn. Đây, củ này cưng nè. Hoành thân là 13 ạ. Hoành cũ là được 29 là cây này nó nứt da nó lớn không sao chú anh chị. Đó, rồi mình giao lưu cây này sao chị? Chưa đâu. Rồi. Chiều cao là được 87 hơn tính 87 không chú anh chị? Rồi. Tán ngang là được 72 ạ. Cây này em giao lưu giá 800 ngàn luôn ạ. Rồi, 800 ngàn bao ship cái mã này ha. Rồi. Số tiếp theo nè. 13 luôn ạ. Thủ Đức luôn ha. Trời ơi, cây này nó. Nụ nè, lên cũ đế có cái đuôi, cây này có cái đuôi chị Ngân ơi. Sao cái đùi này hả? Mình chở bo ghép là được 14 đúng ạ. Dạ rồi. Bình cũ nó là được 24. Rồi. Quá trời cái dài nút nụ luôn. Chiều cao là 64 ạ. Tán ngang là 65 ạ. Rồi cái này giao lưu sao nè? Mình giao lưu giá 700 ngàn luôn. 700 ngàn hả? Còn một vài cây bán dạ, lên. Dạ bao ship luôn nha. Lấy giá, lấy tương tác luôn. Rồi. Tiếp theo. 14 luôn ạ. Dạ. 14 cây này cũng có cái đuôi nè, nó bị cục. Cây này cũ đẹp nha cô chú anh chị. Hoành chỏ qua ghép là được 13 đúng ạ. Hoành cũ đó, đâu mất lại được 26 ạ. Rồi.
chiều cao là 68 ạ. Tán ngang là 59 ạ. Cái này giao lưu giá 700 ngàn luôn ạ. 700 ngàn bao ship cái mã này ha. Tiếp theo 15 luôn cô chú anh chị ơi. Cái này lùng ha. 10 cái lùng. Cái này hết cái lùng lấy cái lùng nha. Đây là cái nút nụ ha, lên quá. Lên bán cái giá này là giá lỗ luôn á, giá lỗ tiền ship luôn á. Hoành chó bo ghép là được 9,5 ạ. Hoành cũ là được 20 ạ. Dạ, em coi cái cũ ha. Đó, cũ ha. Chiều cao là được 55. Rồi, tán ngang là được 73. Cái này giao lưu giá 600 ngàn luôn ạ. 600 ngàn cái mã này nha cả nhà ơi. Rồi, tham khảo giùm em nha, cái này đẹp mà. Cái này mã mấy chị ạ? 16 luôn ạ. Rồi, cái này xum xê nha. Đó, từ trên xuống dưới luôn ha. 16 cây này đẹp hả cô chú anh chị? Rồi. Không phải nó xấu mà em lên bán xả nha cô chú anh chị. Tại vì em hết hàng đủ đứt luôn. Cho nên lên em bán hết luôn. Cái hoành của nó là được 14 đúng ạ. Rồi. Hoành cũ của nó là được 24 ạ. Đây ha. Chiều cao là 75. Tán ngang là 73. Giá như vô lưu với giá là 850 luôn ạ. Rồi. Đó tiếp theo nha. Mười mấy rồi? 17 luôn. Ừ. Gửi cái này dáng 33 nha chú anh chị. Thủ Đức luôn nha. Cái này giờ bán giá lấy tương tác chơi chứ cái này biết lỗ nặng rồi đó. Bình thân bao ghé được 10 ạ. Bình cũ được 18 ạ. Cho gì nữa. Chiều cao là 66 ạ. Tới ngang là 52 ạ. Em vô lưu với giá 500 ngàn bao ship luôn ạ. 500 luôn ạ? Đúng rồi. Bán rẻ xem ai đó có trầm trồ ạ. Chị cô chú anh chị nào mà có nhã ý muốn hốt hết ha, liên hệ qua số điện thoại. Cái này ra chợ bán bao lời luôn cô chú anh chị. 16 cây ha. Dạ đúng rồi, 18. 18 cây hả? Cái này gì? 18 cái cây này giống như cây đờn luôn hả chị này. Uno. Cây đờn là sao? Đây cô chú. Nó giống cây đờn, hiểm nó cây đờn đó. Chỗ bo là được 10 đúng ạ. Bình cũ là được 24, cái này cũ lạ chị ngon. Cái đuôi luôn kìa. Đây ha. Cái này phần nút nổ. Chiều cao là 70 ạ. 8.063 ạ. 600 ngàn luôn ạ. Giá bao rẻ luôn. Rồi. Mã số 19 luôn. Rồi. 19 cũng là cây gốc nhất hàng. Cây cuối clip luôn của chú anh chị ơi. Rồi. Cây cuối clip là nghe cái giá hết hồng luôn. Chiều cao là 67 ạ. Tán ngang là 56 ạ. Hoành thân nó được 11 ạ. Bình cũ của nó là được 18 ạ. Hứa nha, hứa hết hồn nha. Hứa hết hồn. 400 ngàn luôn ạ. Thôi xỉu thiệt nè, hết hồn luôn. 400 ngàn nha. Dạ đúng rồi. Dạ tiền ship là hết 200 rồi cô chú ạ. Chứ là lên này em bán lấy tương tác dọn hết trường. Nói chung là em lên clip này là em hết hàng giả hô đức mà hàng 780 nha cô chú anh chị. Rồi ha. Rồi cây mã số 19 này cũng là cây cuối clip của em nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Hy vọng cô chú anh chị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, em sẽ kết thúc video của mình tại đây nha cô chú anh chị ha. Rồi em hẹn gặp lại mình trong video tiếp theo nha. Rồi em chúc cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ.